À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta, con cháu, các vua hùng từ miền ngược đến miền xuôi, từ vùng rừng núi cũng như vùng biển khơi lại nô nức hồ hởi, chở lá dong, xay đỗ, giã gạo, gói bánh. Quang cảnh ấy làm chúng ta thêm yêu quý, tự hào về nền văn hóa cổ truyền độc đáo của dân tộc và như làm sống lại truyền thuyết bánh chưng bánh dày mà ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng đi và tìm hiểu trong một tiết thực hành đọc của bài học số 6, chuyện kể về những người anh hùng. Với bài học này thì các em sẽ cùng cô đi theo 3 bước. Bước 1 là các em sẽ đi vào đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về văn bản. Thứ 2 là chúng ta đi khám phá văn bản. Và thứ 3 là các em sẽ đi tổng kết lại những giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật của văn bản. Nào bây giờ các em sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào đọc và tìm hiểu chung. Một là chúng ta đi đọc văn bản. Các em quan sát ở trong sách giáo khoa của chúng ta thì văn bản bánh chưng bánh dày bắt đầu từ trang 22 cho đến trang 23. Và khi đọc văn bản này, các em chú ý cho cô, các em sẽ đọc với giọng to, rõ ràng, lưu loát, phân biệt lời người kể chuyện và lời của các nhân vật ở trong câu chuyện này. Bây giờ thì cô San sẽ đọc mẫu cho chúng ta toàn bộ văn bản bánh chưng bánh dày. Chúng ta chú ý theo dõi vào trong sách giáo khoa. Bánh chưng bánh dày. Hùng Vương lúc về già muốn chuyển ngôi, nhưng nhà vua có những 20 người con trai, biết chọn ai cho xứng đáng. Giặc ngoài đã dẹp yên, nhưng giặc trong phải đề phòng, dân có ấm no, ngai vàng mới vững. Nhà vua bèn gọi các con lại nói: tổ tiên ta từ khi dựng nước đã truyền được 6 đời. Giặc Ân nhiều lần xâm lấn bờ cõi, nhờ phúc ấm tiên vương ta đều đánh đuổi được. Thiên hạ được hưởng thái bình, nhưng ta già rồi, không sống mãi ở đời. Người nối ngôi ta phải nối chí ta, không nhất thiết phải là con trưởng. Năm nay nhân lễ tiên vương, hễ trong các con người nào làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có tiên vương chứng giám. Các ông làng ai cũng muốn ngôi báu về mình, nên ai cũng cố làm vừa ý vua cha. Nhưng ý vua cha như thế nào không ai đoán được. Họ chỉ biết đua nhau làm cỗ thật hậu, thật ngon đem về lễ tiên vương. Người buồn nhất là Lang Liêu, ông là con thứ 18, mẹ ông trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm mà chết. So với anh em, ông thiệt thòi nhất. Anh em tả hữu nhiều, khắp trên núi, dưới biển, đâu có của quý là sai người đi tìm. Còn ông neo đơn, biết lấy gì lễ tiên vương cho vừa ý vua cha. Từ khi lớn lên, ra ở riêng, ông chỉ chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai. Bây giờ nhìn quanh quẩn trong nhà, cũng chỉ khoai lúa là nhiều. Nhưng khoai lúa thì tầm thường quá. Một đêm, ông nằm mộng thấy thần nhân đến bảo: trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo, chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm mà người không làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy, trồng nhiều được nhiều, hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương. Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng thầm, ngẫm nghĩ bao nhiêu, ông càng thấy lời thần nhân nói đúng bấy nhiêu. Ông bèn chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân. Dùng lá dong trong vườn đùm lại thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ. Để đổi vị đổi kiểu, cũng thứ gạo nếp ấy, ông đổ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn. Đến ngày lễ tiên vương, các ông lang mang sơn hào hải vị, nem công trả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì. Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn cho hỏi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần nhân ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu, rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế trời đất cúng tiên vương. Lễ xong, vua cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua họp mọi người lại nói: bánh hình tròn là tượng trời, ta đặt tên là bánh dày. Bánh hình vuông là tượng đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ, muôn loài, đặt tên là bánh chưng. Lá gói ngoài, mỹ vị để trong là ngụ ý đùm bọc. Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp với ý ta.
Lang Liêu sẽ nối ngôi ta xin tiên vương chứng giám. Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục. Và mới có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh dày. Thiếu bánh chưng, bánh dày là thiếu hẳn hương vị ngày Tết. Đó là toàn bộ văn bản bánh chưng, bánh dày. Ở nhà thì các em sẽ đọc kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần văn bản này. Tiếp theo, các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu chung những nét khái quát về tác phẩm văn bản bánh chưng, bánh dày. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về thể loại. Chúng ta xác định được thể loại của văn bản bánh chưng, bánh dày đó chính là thể loại truyền thuyết. Về đặc điểm của truyền thuyết thì chúng ta đã được học ở trong những văn bản trước, cũng như là phần tri thức ngữ văn ở đầu của bài học số 6, chuyện kể về những người anh hùng rồi. Thứ hai là các em sẽ đi tìm hiểu về xuất xứ. Về xuất xứ của văn bản, chúng ta quan sát ở phía cuối của văn bản trong sách giáo khoa trang 23 có nói đến xuất xứ của văn bản, đó chính là theo chương chính Hợp tuyển thơ văn Việt Nam tập 1 Văn học dân gian, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội năm 1977. Văn bản này xuất hiện từ trang 548 đến trang 550. Chúng ta chú ý về xuất xứ cho cô. Thứ ba là các em sẽ cùng cô đi tìm hiểu về phương thức biểu đạt. Phương thức biểu đạt của văn bản bánh chưng, bánh dày đó chính là phương thức tự sự, bởi vì văn bản này đã kể diễn biến một chuỗi các sự việc. Chúng ta chú ý cho cô. Tiếp theo đó chính là chúng ta đi xác định ngôi kể. Các em thấy ở trong văn bản này không có một người kể chuyện nào xưng tôi, mà người kể chuyện ở đây chính là người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện giấu mặt. Và tiếp theo thì các em sẽ cùng cô đi xác định về bố cục của văn bản. Văn bản bánh chưng, bánh dày thì có thể có nhiều cách chia bố cục khác nhau, nhưng với cô San thì cô sẽ chia văn bản này ra làm 3 phần. Chúng ta chú ý đánh dấu các phần bố cục này vào trong sách giáo khoa, để một lát nữa khi mà các em đi khám phá văn bản thì quá trình khám phá được dễ dàng. Gồm có 3 phần. Phần 1 là từ đầu cho đến có tiên vương chứng giám. Chúng ta chú ý cho cô. Có tiên vương chứng giám, sách giáo khoa trang 12 nè. Trang 22. Phần 2 là từ tiếp cho đến dã nhuyễn nặn hình tròn. Đó, chúng ta chú ý. Và phần 3 là phần còn lại, đoạn văn còn lại. Về nội dung của từng phần. Nội dung của phần 1 đó chính là kể về sự việc vua Hùng chọn người nối ngôi. Phần 2 lại kể về cuộc đua tài dâng lễ vật của các lang. Và phần 3, phần còn lại của văn bản nói về kết quả của cuộc đua tài. Đó chính là bố cục 3 phần của văn bản chúng ta đánh dấu vào trong sách giáo khoa. Sau khi xác định xong bố cục thì các em sẽ cùng cô đi xác định về nhân vật chính của câu chuyện bánh chưng, bánh dày. Chúng ta thấy trong câu chuyện bánh chưng, bánh dày, khi mà chúng ta nghe cô giáo đọc rồi thì có thể có rất nhiều các nhân vật ở trong câu chuyện này. Ví dụ như là vua Hùng Vương, rồi các ông lang con vua, trong đó thì có cả Lang Liêu, rồi một vị thần nhân đến báo mộng cho Lang Liêu, và tất cả các quần thần ở trong triều đình. Thì trong số các nhân vật đó thì nhân vật chính ở đây chính là nhân vật Lang Liêu, bởi vì các sự kiện cốt truyện của câu chuyện này đều xoay quanh nhân vật chính, đó chính là Lang Liêu. Và vậy thì có những sự kiện chính nào, có những sự việc chính nào tham gia cấu tạo nên cốt truyện thì chúng ta sẽ cùng cô đi xác định. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi xác định cốt truyện của văn bản bánh chưng, bánh dày bằng một sơ đồ. Sự việc đầu tiên đó chính là kể về việc vua Hùng chọn người nối ngôi. Vua Hùng khi về già thì muốn chọn người nối ngôi. Sự việc thứ hai đó là nhà vua có những 20 người con trai. Nhà vua không biết chọn ai cho xứng đáng, liền ra lời thách đố. Sự việc thứ ba đó là các lang con vua thì đua nhau làm cỗ thật ngon, thật hậu, mong làm vừa ý vua cha. Trong đó thì có một người con thứ 18, đó chính là Lang Liêu, là một người thiệt thòi nhất. Lớn lên thì đã ra ở riêng làm nghề trồng lúa, trồng khoai, buồn vì không biết lấy gì để làm lễ cúng tiên vương. Và nhờ được thần mách bảo thì Lang Liêu đã lấy gạo làm ra 2 thứ bánh. Và bánh của Lang Liêu thì được chọn tế trời đất cùng tiên vương, và từ đó thì Lang Liêu được chọn làm người nối ngôi, kết thúc câu chuyện. Và đây chính là các sự việc cấu tạo nên cốt truyện của văn bản bánh chưng, bánh dày. Và từ cái việc mà các em nghe cô đọc cũng như là chúng ta sâu chuỗi các sự việc này thì chúng ta cũng có thể tóm tắt ngắn gọn được văn bản bánh chưng, bánh dày. Chúng ta chú ý cho cô, đây chính là một đoạn văn tóm tắt văn bản bánh chưng, bánh dày. Văn bản bánh chưng, bánh dày chúng ta có thể tóm tắt đó là gì? Vua Hùng Vương thứ 6 muốn tìm trong số 20 người con trai một người thật tài đức để nối ngôi, nên đã ra điều kiện không nhất thiết phải là con trưởng,
ai làm vừa ý nhà vua trong lễ tiên vương thì sẽ được truyền ngôi. Các lang đua nhau sắm lễ thật hậu, thật ngon. Lang Liêu, người con trai thứ 18, rất buồn vì nhà nghèo, chỉ quen với việc trồng khoai, trồng lúa, không biết lấy đâu ra của ngon vật lạ để làm lễ như các lang khác. Sau một đêm nằm mộng thì được một vị thần mách nước, chàng bèn lấy gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn làm thành hai thứ bánh, một loại hình tròn và một loại hình vuông dâng lên vua cha. Vua thấy bánh rất là ngon, lại thể hiện được ý nghĩa sâu sắc, nên lấy hai thứ bánh ấy để lễ trời đất và cúng tiên vương, và đặt tên bánh hình tròn là bánh dày, còn bánh hình vuông là bánh chưng, và truyền ngôi cho Lang Liêu. Từ đó thì việc gói bánh chưng và bánh dày cúng lễ tổ tiên đã trở thành phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam. Đó chính là phần tóm tắt toàn bộ văn bản bánh chưng bánh dày. Kết thúc phần đọc và tìm hiểu chung, bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, khám phá văn bản, phần chính của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi khám phá văn bản dựa trên diễn biến của câu chuyện, từ mở chuyện đến diễn biến chuyện và kết thúc câu chuyện. Và đặc biệt các em sẽ chú ý những vấn đề, đó là hoàn cảnh và sự kiện được kể. Thứ hai là những đặc điểm chính của nhân vật Lang Liêu. Và thứ ba là những truyền thống tốt đẹp của người Việt được câu chuyện ca ngợi. Đó là những vấn đề mà các em sẽ cần phải quan tâm khi mà chúng ta khám phá văn bản bánh chưng bánh dày. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng cô đi vào phần mở chuyện, chúng ta khám phá về sự việc vua Hùng chọn người nối ngôi. Chúng ta sẽ chú ý cho cô phần đầu của văn bản theo bố cục mà cô đã chia để hoàn thành cho cô, trả lời cho cô phiếu học tập số 1. Đó là gì? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh nào, với ý định ra sao và bằng hình thức gì. Và qua cái việc mà vua Hùng chọn người nối ngôi đó thì em nhận xét gì về vua Hùng? Em thấy vua Hùng là người như thế nào? Đó. Nào bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ để trả lời cho cô câu hỏi thứ nhất. Các em chú ý, thứ nhất là chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về hoàn cảnh của câu chuyện. Thì ngay mở đầu của văn bản, ba dòng đầu tiên đã khái quát được cái hoàn cảnh của câu chuyện. Đó là gì? Hùng Vương lúc về già. Hùng Vương về già rồi, muốn truyền ngôi, nhưng nhà vua có những 20 người con trai, biết chọn ai cho xứng đáng. Giặc ngoài đã dẹp yên, nhưng giặc trong phải đề phòng. Dân có ấm no, ngai vàng mới vững. Như vậy thì chúng ta có thể khái quát được ba điểm chính ở đây, đó là gì? Thứ nhất là giặc ngoài thì đã dẹp yên, đất nước được hưởng thái bình, nhân dân no ấm. Nhưng mà giặc trong thì cần phải đề phòng. Thứ hai nữa là nhà vua thì đã già rồi và muốn truyền ngôi cho các con. Nhưng ngặt một nỗi, đó là vua thì có tận 20 người con trai. 20 người con trai, không biết chọn ai trong số 20 người con trai đó sẽ là người xứng đáng để nối ngôi vua. Vậy ý của vua, vậy thì cái tiêu chuẩn để chọn người nối ngôi như thế nào, ý của vua cha ra sao, thì chúng ta theo dõi, tiếp tục theo dõi ở đoạn văn tiếp theo. Đó là gì? Nhà vua gọi các con lại và nói: tổ tiên ta từ khi dựng nước đã truyền được 6 đời, giặc ân nhiều lần xâm lấn bờ cõi nước ta, nhờ phúc ấm tiên vương ta đều đánh đuổi được, thiên hạ được thưởng hưởng thái bình. Nhưng ta già rồi, không sống mãi ở đời, người nối ngôi ta phải nối được trí ta, không nhất thiết phải là con trưởng. Ý của vua đó là người nối ngôi phải nối được trí của vua, không nhất thiết phải là con trưởng. Chúng ta chú ý cho cô cái chi tiết này. Vậy thì với cái ý vua cha như vậy thì hình thức để chọn người nối ngôi sẽ ra sao? Hình thức chọn người nối ngôi như thế nào? Có phải là thi văn, thi võ hay không? Thì chúng ta tiếp tục, đó là gì? Năm nay nhân lễ tiên vương, hễ cho các con, người nào làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có tiên vương chứng giám. Như vậy thì hình thức để chọn người nối ngôi, đó là vua ra một câu đố, đó là nhân lễ tiên vương các lang dâng lễ vật sao cho vừa ý vua cha, thì người đó sẽ được nối ngôi. Đó, chúng ta chú ý. Như vậy thì cái hình thức này nó không hoàn toàn theo lệ truyền ngôi từ các đời vua trước, đó là truyền ngôi cho con trưởng. Cho con trưởng. Mà vua ở đây chúng ta thấy rằng vua đã biết chú trọng tài trí, tấm lòng, biết hướng về tổ tiên hơn là trưởng thứ. Vậy thì từ ý của vua cha, từ cái hình thức chọn người nối ngôi này thì chúng ta nhận xét gì về vua Hùng? Thì chúng ta thấy đây là một vị vua biết lo cho dân, cho nước, vị vua sáng suốt và anh minh. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, tìm hiểu diễn biến của câu chuyện.
tìm hiểu về cuộc đua tài dâng lễ vật của các làng. Vậy thì trong câu chuyện này, chúng ta sẽ theo dõi cho cô ở phần thứ 2 của văn bản và hoàn thành cho cô phiếu tập số 2. Các em sẽ trả lời các câu hỏi đó là gì? Các làng đua tài dâng lễ vật ra sao? Và tại sao trong các con vua thì chỉ có Lang Liêu là được thần giúp đỡ? Chúng ta chú ý về trong văn bản để trả lời cho cô các câu hỏi này. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về cuộc đua tài dâng lễ vật của các lang, xem là các lang đã dâng lễ vật ra làm sao. Thứ nhất là các ông lang, chúng ta chú ý đến các ông lang. Các ông lang thì thi nhau làm cỗ thật hậu, thật ngon, sai người đi tìm của quý trên rừng dưới biển để làm sơn hào hải vị, nem công trà phượng. Đây chính là hình ảnh của các lang đi tìm của ngon vật lạ. Đó. Thế còn người con thứ 18 của vua, đó chính là Lang Liêu thì sao? Em biết gì về chàng? Và trong cái lúc mà khó khăn nhất thì chàng được ai giúp đỡ và giúp đỡ như thế nào? Thì chúng ta thấy người con thứ 18 của vua đó chính là Lang Liêu. Lang Liêu vốn là một người thiệt thòi nhất trong các con vua. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ của chàng trước kia thì bị vua cha ghẻ lạnh, ốm rồi mất. Tuy là lang nhưng từ khi lớn lên đã ra ở riêng, chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai. Chàng thân là con vua nhưng phận thì gần gũi với dân thường. Và chàng được thần báo mộng gợi ý lấy gạo làm bánh. Và từ gợi ý đó thì Lang Liêu đã làm ra hai loại bánh rất ngon, rất có ý nghĩa. Vậy thì tại sao thần nhân ở trong câu chuyện này chỉ nói đó là gì? Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo, chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm mà người không làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy. Trồng nhiều được nhiều, hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương. Thần nhân chỉ nói là hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương thôi, chứ không nói là làm bánh gì, làm như thế nào. Vậy thì tại sao thần lại không làm sẵn cho Lang Liêu mà chỉ mách bảo chàng như vậy? Bởi vì thần vẫn dành chỗ, vẫn để chỗ cho tài năng sáng tạo của Lang Liêu được tỏa sáng. Đó chính là ngụ ý của tác giả dân gian như vậy. Cuộc đua tài dâng lễ vật diễn ra rất sôi nổi, ai cũng háo hức mong muốn ngôi báu trở về mình. Vậy thì kết thúc câu chuyện ra sao? Kết quả cuộc thi như thế nào? Ai sẽ là người thắng cuộc và được nối ngôi vua? Chúng ta sẽ cùng cô theo dõi vào phần thứ 3 của câu chuyện để suy nghĩ và trả lời cho cô phía tập số 3. Đó là gì? Đến ngày lễ tiên vương, các ông lang mang sơn hào hải vị, nem công trả phượng tới chẳng thiếu thứ gì. Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn cho gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần nhân ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế trời đất cúng tiên vương. Như vậy thì chúng ta thấy hai thứ bánh của Lang Liêu đã được vua chọn để tế trời đất cúng tiên vương, đồng nghĩa với việc Lang Liêu sẽ được làm chọn, được chọn làm người nối ngôi, làm vua. Vậy thì cái việc kết thúc như vậy thì nó thể hiện điều gì? Chúng ta thấy rằng Lang Liêu được chọn làm người nối ngôi là kết quả xứng đáng của sự cần cù, chăm chỉ, thông minh, sáng tạo cùng với tấm lòng thơm thảo và tôn kính tổ tiên của chàng. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy được tài năng đức độ của vua Hùng. Đó là một vị vua công tâm, chọn người nối ngôi có phẩm chất đáng quý, có trí thông minh, có bàn tay khéo léo, có tấm lòng hiếu thảo, chứ không dựa vào thứ bậc hoặc lễ vật xa hoa. Đó chính là phần kết thúc của câu chuyện. Và chúng ta thấy trong câu chuyện này có hai thứ bánh nổi tiếng và được đặt làm nhan đề của văn bản. Đó chính là bánh chưng và bánh dày. Vậy thì bánh chưng và bánh dày, hai thứ bánh này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 4, tìm hiểu về ý nghĩa của hai thứ bánh này. Chúng ta thấy ở trong văn bản bánh chưng bánh dày phần cuối, có chúng ta chú ý đặc biệt đến lời của vua cha, đó là gì? Lễ xong, vua cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua họp mọi người lại nói, bánh hình tròn là tượng trời, đặt tên là bánh dày. Bánh hình vuông là tượng đất. Các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá rong là tượng cầm thú, cây cỏ, muôn loài, đặt tên là bánh chưng. Lá gói ngoài, mỹ vị để trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp vị ý ta, Lang Liêu sẽ nối ngôi ta, xin tiên vương chứng giám.
chúng ta chú ý đến lời của vua cha, thì chúng ta thấy rằng hai thứ bánh của Lang Liêu, đó là bánh chưng và bánh dày, vừa có ý nghĩa thực tế lại vừa có ý nghĩa sâu xa. Ý nghĩa thực tế ở đây đó là thể hiện sự quý hạt gạo, trọng nghề nông là cái nghề gốc của đất nước, làm cho nhân dân được ấm no. Đồng thời cũng thể hiện được cái ý nghĩa sâu xa, nó tượng trưng cho trời, cho đất và muôn loài, sự đùm bọc của trời đất, của lẽ tự nhiên, nhưng cũng là sự gắn bó giữa con người với tự nhiên, con người với con người. Và hai thứ bánh là sự kết tinh của đất trời, sự khéo léo, thông minh, hiếu thảo của con người, vì thế mà nó rất cao quý và đáng trọng. Hai thứ bánh hợp ý vua, chứng tỏ tài đức của con người có thể nối được chín vua. Đem cái quý nhất của trời đất, của ruộng đồng do chính tay mình làm ra mà tiến cúng tiên vương, dâng lên vua, thì đúng là con người tài năng, thông minh và hiếu thảo. Kết thúc phần khám phá văn bản, bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 3, tổng kết lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Thứ nhất, về giá trị nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. Chuyện bánh chưng bánh dày đã giải thích nguồn gốc hai loại bánh cổ truyền của dân tộc, giải thích phong tục làm bánh chưng bánh dày và tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đồng thời đề cao nghề nông trồng lúa nước, thể hiện quan niệm duy vật thô sơ về trời đất, qua đó cũng gửi gắm ước mơ vua sáng tôi hiền, đất nước thái bình, nhân dân no ấm. Và để làm nên thành công của văn bản, chúng ta phải chú ý các yếu tố về mặt nghệ thuật. Đó chính là gì? Câu chuyện đã sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng hoang đường, lối kể chuyện dân gian theo trình tự thời gian. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính, đó là Lang Liêu, phải trải qua một cuộc thi tài, gặp các khó khăn, được thần linh giúp đỡ và đạt được chiến thắng, nối ngôi vua, thể hiện một kết thúc có hậu. Đó chính là toàn bộ giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản. Như vậy, cô trò chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong văn bản thực hành đọc bánh chưng bánh dày. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.